Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em cái phần bài tập từ bài số 1 cho tới bài số 5 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay hết cho các em từ bài số 6 cho tới bài số 9 em nha. Ok, chúng ta sẽ đi sang bắt đầu từ bài số 6. Rồi, chúng ta đi sang bài số 6 nha. Thực hiện các phép chia, ở đây chúng ta thấy đây là một đa thức, đây là một đơn thức. Thì để thực hiện chia đa thức cho đơn thức ấy, thì các em cũng nhớ hệ công thức như thế này này. A cộng B cộng C đi, các em chia D đi, nghĩa là có bao nhiêu số hạng trong đây cũng được. Thì các em sẽ lấy từng hạng tử này các em chia cho D, nên lấy A chia D cộng B chia D và cộng cho C chia D. Nếu ở chỗ đây trừ thì chỗ đây các em sẽ ghi là trừ, vậy thôi. Đó rất là dễ luôn. Các em hiểu cái bản chất vấn đề là thầy nói các em là người ta ra bài nào người ta làm cũng được hết đó. Các em hiểu mà. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xem ở câu A. Cái đề bài các em ghi lại giùm thầy nha. Cái đề bài các em ghi lại để thầy tiết kiệm thời gian của thầy các em á. Thầy quay tới 3 bộ sách nên nhiều đuối lắm em. Cả lớp 8 và lớp 11 luôn mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái đơn thức đầu tiên chia cho thằng này, nhưng mà các em cứ ghi lại. Mũ 2 chia cho 2xy. Không, ở đây các em thấy dấu không? Ở đây các em thấy dấu trừ không? Dấu trừ thì chỗ đây các em ghi trừ 8x bình phương y chia cho 2xy. Vâng. Ở đây các em thấy cộng không? Cộng thì các em ghi cộng. Đúng không nào? Như vậy nó sẽ là 10xy chia cho 2xy. Hiểu chưa? Rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện chia đơn thức cho đơn thức. Thì các em sẽ lấy hệ số chia hệ số, biến chia biến. Thì phần này á chúng ta đã biết rồi đúng không? Có cần này là ghi lại một bài cho nó bài bản nha. Cái máy 4 chia 2 này, nhân này, x mũ 3 chia x này. Cái này chừng sau này chúng ta làm nhanh luôn em, không cần phải ghi bước này nữa này. Y mũ 2 chia y. Rồi lại xong cái thằng này. Ghi này thôi cho nên tới Tết Công Gô chưa xong rồi em. 8 chia 2 đúng không? 8 chia 2 này, nhân này, x bình phương chia x này, nhân này, y chia y này. Rồi tới thằng này cộng, ở đây là 10 chia 2 này, nhân này, x chia x này, nhân này, y chia y. Rồi ok, hiểu chưa? Bằng tiếp, 4 chia 2 thì bằng gì? Bằng 2. X mũ 3 chia x, x mũ 3 chia x là bằng x mũ 2. Y mũ 2 chia cho y là bằng y. Đừng hỏi thầy bây giờ x mũ 3 chia x thì tại sao bằng x mũ 2 vậy thôi. Thầy chấp thầy là lầy luôn á. Mấy cái này mà không biết nữa. Với lại thầy đã chia sẻ công thức là gì? X mũ m chia x mũ n đi thì bằng x mũ m trừ n. Nhớ không thầy như vậy. Chia thì trừ mà nhân thì chúng ta lấy số mũ cộng lại. Ok. 8 chia 2 là bằng 4. X mũ 2 chia x là bằng x. Y chia y là bằng 1, chúng ta không cần phải ghi. Cộng 10 chia 2 là bằng 5. X chia x hết, y chia y hết, nghĩa là bằng 1 á. Thấy không? Nên kết quả chúng ta là game này. Xong rồi. Ta sang câu B. Câu B đề bài các em cũng ghi lại giùm thầy. Chúng ta cũng lấy tương tự như vậy, lấy này chia này. Này chia này bằng này chia này. Nha. Chúng ta những cái này dễ nên thầy sẽ làm nhanh. Để mà cái câu khó thầy sẽ làm chậm. Ở đây dấu trừ thì em ghi dấu trừ. X à, ghi cái này chứ, 2 chứ, xin lỗi em, 2x bình phương y bình phương chia cho 3x bình phương y ha, trừ cho 5x mũ 3 y mũ 4 chia cho ở đây cho 3x bình phương y. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhắm, thầy sẽ bỏ qua cái bước này nha. Chúng ta chia luôn này, 7 chia 3, thầy đọc nha. 7 chia 3 thì không có hết, thì chúng ta không hết thì chúng ta đừng có ghi dưới dạng là số thập phân, mà chúng ta đưa về phân số. X mũ 4 chia x mũ 2, lấy 4 trừ 2 thì còn là x mũ 2. Y mũ 2 chia y thì còn y. Xong. Trừ 2 chia 3 thì trở thành là 2 phần 3. X mũ 2 chia x mũ 2 hết nghĩa là bằng 1 á. Y bình phương chia cho y nghĩa là ở đây bằng y. Trừ đi cho 5 phần 3. Y mũ 3 chia x mũ 2, x mũ 2, 3 chia x mũ 2 là bằng x. X mũ 4 chia y nghĩa là y mũ mấy? Y mũ 3.
xong vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 7 em nha. Đồ nào, nghĩa là những cái bài này thầy nghĩ nó cực kỳ dễ, nó không khó. Toán hiện tại là phần toán đại này, phần đại số là không có gì khó cả. Thực sự các em đấy, và học rất là thích đúng không? Qua tới cái phần hàng đẳng thức các em thì nó mới gọi là hơi 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 khó hiểu một xíu, nhưng mà thầy dạy nên các em cứ yên tâm. Được chưa nào? Ta đi sang bài số 7. Tính giá trị của biểu thức câu A này. Các em ghi lại đề này, tính giá trị biểu thức nghĩa là ở đây á, ta hiểu cái này này. Chỗ nào có x chúng ta thế bằng 2/3, chỗ nào có y chúng ta thế bằng -3/4. Nhưng đáng lẽ chúng ta phải thế vào luôn. Tuy nhiên, ở đây là một cái đa thức mà chưa thu gọn thì bắt buộc chúng ta phải thu gọn nó. Các em hiểu không? Và lưu ý nè, ở đây có dấu trừ này thì trong ngoặc này phải như thế nào? Trong ngoặc này phải đổi dấu. Ở phía trước cái ngoặc này là dấu cộng, nên cái ngoặc này có đổi dấu không các em? À không, cái ngoặc này là chúng ta không đổi dấu. Các em hiểu không? Chỗ nào đổi dấu và chỗ nào không đổi dấu thầy đây đã nói đúng không? Cái chỗ này không có gì hết nên cứ ghi lại, không có đổi dấu đổi đồ gì hết á. Rồi đổi chỗ này này, như vậy dấu trừ trước ngay chỗ đây chúng ta đổi dấu, nó trở thành là trừ 3xy này, trừ với trừ em ha, trừ với trừ thành cộng này, 6x bình phương y. Ok, ở chỗ đây là dấu cộng nên cái này chúng ta ghi lại. Người ta không ghi nghĩa chúng ta ngầm hiểu chỗ đây là dấu cộng này, người ta không ghi nghĩa chúng ta ngầm hiểu thầy chỗ đây là dấu cộng này, hiểu không? Nên là ở đây trừ với cộng này, trừ với cộng thì thành trừ này, trừ với trừ thành cộng này, hiểu chưa? Ở đây dấu cộng thì bỏ ra thì chỗ đây vẫn là dấu cộng, hiểu chưa? Trừ 9x bình phương y. Rồi nhóm này, x bình phương y, x bình phương y, x bình phương y, em thấy không? Mấy thằng này cộng lại là tự trừ tiêu là bằng 0 này. Đấy, chia thì nó bằng 1, nhưng cộng trừ mà số đối thì nó lại bằng 0, hiểu chưa? Thằng này với thằng này một nhóm à, cái dấu trừ ở đây là của nó nên bệ vào đây. Đấy, không bao giờ thầy nói em sai được. Giáo viên nào mà cho em sai là cứ nói thôi nha. Những giáo viên nó chắc là chèn ép các em rồi bắt đi học thêm đóng tiền một các kiểu. Chính thầy nói với em là người thầy nào cũng dạy này thôi, chỉ có những người thầy mà không có tâm á với nghề thì cứ bắt chẹt học sinh rồi phụ huynh rồi đóng tiền, mà có nhiều gia đình là rất khó khăn. Chứ không phải cả nước ai cũng giàu có để cho con đi học thêm. Tại vì thầy cũng là một trong những người cũng không có điều kiện để mà đi học thêm nhiều của em. Hết đắt là hồi đó thử em là cái phổ thông á, thầy may mắn là gia đình thầy cũng tạo điều kiện là cho thầy đi học thêm môn toán. Chứ còn lý rồi hóa rồi các kiểu không có tiền không em. Tới tháng mà nộp tiền học thêm là thầy nói một cái gì đó là cực hình và ám ảnh. Đó. Đấy. Chia tay xin tiền, cho thầy một phút để tâm sự một chút thôi, chia tay xin tiền bố mẹ là phải khóc tới cuối tháng, và thậm chí là khóc tới 2-3 tháng. Nhiều lúc ê mặt lắm em, dắt cái mặt đi học mà nhìn ông thầy ngại muốn chết luôn, muốn độn thổ. Cứ mỗi lần nhắc khéo thôi, thầy thì thầy cũng rất là ok nhắc khéo thôi, nhưng mà thực sự không có tiền, không có tiền là đóng đó, rất là khổ em. Chứ không phải là thầy không muốn nộp, giờ bố mẹ đâu có cho tiền đâu mà nộp. Rồi trở lại vấn đề nha. Tự nhiên cái dòng tâm sự của thầy nó tuôn trào em, cho thầy một xíu một phút thôi, nó cũng không có mất mát gì các em nha. Cuộc sống là như vậy nha. Ta có 3 này, tại vì biến nó giống nhau, ta cộng hệ số thôi. 3 cộng 6 bằng 9, lấy 9 trừ 9 bằng 0, chứng tỏ cả cái ngoặc này bằng 0 rồi này. Bỏ qua cái ngoặc này ha. Trừ 3 cộng 5, trừ 3 cộng 5 là bằng 2 này, cái nghiệm là x, y. Thì khi đó chúng ta đã thu gọn rồi, chúng ta ghi là thay x, y vào cái biểu thức này. Em hiểu không? Em ghi câu dẫn là thay x bằng bao nhiêu, 2/3 này, y bằng -3/4 này, vào biểu thức đã thu gọn này, vào biểu thức. Đã thu gọn, ta có, thầy dạy học sinh, thầy cho học sinh nhiều em. Thậm chí 4-5 tháng là thầy chỉ lấy gọn 2 tháng thầy cho. Thực sự em như thế. Những nhà nào mà có điều kiện mà nó khó khăn là mình biết, không có chèn ép được các kiểu đồ gì em. Thật sự em như thế, không bao giờ em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế bằng. Các em thấy số 2, ghi số 2 là x này. X là ghi x này mà thế bằng 2/3 vô đây, y nhân ở đây thế vô đây. Vâng, như vậy chúng ta có này,
2 nhân 2 đi là 4, 44 này hết nè, âm 3 vi 3 này hết, nhưng mà chứng tỏ trên nó còn là âm 1. Vậy thôi, cứ đoạn bằng âm 1. Xong. Ta sẽ đi sang ở câu B nha. Câu B. Ta đánh dấu bằng này. Chúng ta cũng làm tương tự, nhưng mà ở đây em thấy này. Đây là đơn thức nhân đa thức. Đơn thức nhân đa thức, tuy nhiên ở đây có dấu trừ này. Trong quá trình nhân ta phải đổi dấu. Sau khi nhân xong, khai triển xong, ta tiến hành thu gọn. Thu gọn sau đó chúng ta mới thay vô. Cái trình tự ta làm là như vậy. Em hiểu chưa? Như vậy bước đầu tiên ta lấy x nhân vào đây, sau đó chúng ta lấy x nhân vào đây, đúng không? Như vậy chúng ta lấy x nhân x này, trừ ghi trừ x nhân 2y này, là xong cái phần này, xong cái ngoặc này, đúng không? Bây giờ em lưu ý để có dấu trừ này. Như vậy trừ y nhân cho y mũ 2 này, trừ với trừ này, các em thấy đổi dấu luôn nha em nhé. Trừ nhân trừ thành cộng này, thầy làm rất chậm ở những cái chỗ mà lưu ý. Y nhân cho 2x ấy, đó. Rồi, để lên anh em xem cái đã. Như vậy x nhân x bằng x mũ 2, trừ đây là 2xy. Ok, trừ y nhân y là y mũ 3, cộng đây 2xy. Các em nhìn thì các em cũng đã biết là thằng này với thằng này là triệt tiêu này bằng 0 này. Như vậy thì ở đây chúng ta có là x bình phương cộng 2 đây cho vô một nhóm, cứu cho vào nha. Chừng sau này chúng ta học mà những biểu thức dài rồi ấy, thì hai thằng này không cần cho vào một nhóm nữa, bằng từ auto là thằng này đã bằng 0 rồi. Không còn nhóm cái này nữa. Thực sự là như thế. Có những bài thì nó làm cả trang giấy như vậy, mà làm những từng bước như này là không bao giờ kịp. X bình phương trừ y mũ 3. Rồi bây giờ chúng ta lại ghi thay x bằng 5 y bằng 3 vào biểu thức đã thu gọn. Như vậy ta ghi là thay x bằng 5 và y bằng 3 vào biểu thức đã thu gọn. Ta có như vậy thì bằng này, 5 thì ra được 5 bình phương, trừ đây là 3 mũ 3, 5 mũ 2 là bằng 25, 3 mũ 3 bằng 27, đúng không? Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là âm 2. Xong vậy thôi. Các em có nghe rõ không nè? Rõ đúng không? Tiếng thầy, cái giọng thầy nó cũng rõ chứ. Đa số các em cả nước có biết còn nghe rõ hay không nữa. Rồi ok. Rồi. Được chưa? Ta sẽ đi sang bài số 8 nha. Bài số 8. Gì đây? Đây là một bài toán về toán chuyển động. Về toán chuyển động thì em nhớ là công thức là quãng đường là bằng vận tốc nhân thời gian. Nhớ nhưng cứ quãng động cứ cái toán chuyển động là nhớ là công thức đó. Được nè. Ok. Thì bây giờ chúng ta có này. Người ta hỏi gì nha. Bắt đầu học nó sẽ có khó dần lên em nha. Nó sẽ khó dần. Trên một dòng sông, để đi được 10 km, một chiếc xuồng tiêu tốn A lít dầu khi xuôi dòng và tiêu tốn A cộng 2 lít dầu khi ngược dòng. Chúng ta hiểu cái từ xuôi dòng và ngược dòng nghe em. Xuôi dòng là chúng ta cứ hình dung là nó thuận theo cái chiều của dòng nước á. Còn khi ngược dòng nghĩa là mình nó bơi ngược chiều với dòng nước. Các em hiểu chưa? Thì bắt buộc là khi giống như mà sổ dốc với lên dốc với em, ta hình dung như thế. Ta hình dung thế. Khi mà như này này, ví dụ con dốc như này thì chúng ta sổ xuống này chắc chắn là nó rất là lợi dòng. Nhưng khi mà chúng ta lên dốc như này, cái này là xuôi dòng này, còn cái này là ngược dòng này. Chúng ta hiểu không? Hiểu xuôi dòng và ngược dòng chưa? Viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn được đi từ A ngược dòng đến B rồi quay lại bến A. Biết khoảng cách giữa hai bến là B km. Nào, biết cái khoảng cách giữa hai bến. Đây. Khoảng cách giữa hai bến ở đây cái quãng đường chúng ta có này là B km. Đó. Được chưa? Hiểu không? Như vậy thì bây giờ này, để đi được 10 km á,
thì tiêu tốn là A lít dầu 10 km. Ta hình dung này là tiêu tốn là A lít. Đây là chúng ta đang làm xuôi dòng nha. Còn chừng khi chúng ta hiểu xuôi dòng rồi thì chúng ta sẽ làm ngược dòng tương tự. Như vậy 1 km, bây giờ chúng ta đi 1 km thì nên tiêu tốn bao nhiêu gram? Đố các em chỗ đây là bao nhiêu lít dầu? 10 km là A lít thì 1 km nó sẽ là gì? 1/10 A lít. Có đúng không? Nó sẽ tiêu tốn là 1/10 A lít. Ok. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Như vậy thì còn xuôi dòng. Xuôi dòng thì 10 km thì A cộng 2 lít. A cộng 2 lít. Còn 1 km xuôi dòng thì trở thành là 1/10 nhân A cộng 2 lít. Có đúng không? Đúng chưa? Đã hiểu cái này không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Ở đây nếu chúng ta thích thì em nhân ra, còn không thích thì cứ để đây nha. Ở đây người ta nói là số lít dầu mà tiêu tốn thì chúng ta, mà khoảng cách ở đây là quãng đường ta có này, quãng đường có này em này, b km. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nhân cho b, còn ở đây chúng ta nhân gì cũng nhân cho b. Đây là gì? Xuôi dòng. Và cái biểu thức này đã chính là gì? Ngược dòng. Đúng chưa? Tại vì ở đây là đi 10 km, còn ở đây là b km này, thì bắt buộc phải nhân cho b. Hiểu chưa? Rồi, rất là dễ luôn. Ta giải này. Đầu tiên ta lập luận này. Để đi được 1 km thì xuồng tiêu tốn là 1/10 A, đơn vị đây là lít. Khi xuôi dòng hay ngược dòng? Xuôi dòng. Được không nào? Tiêu tốn 1/10 nhân cho A cộng 2 lít khi ngược dòng. Cái này người ta biết đúng không? Bây giờ người ta sẽ tính số lít dầu để mà nó đi. Bây giờ nó đi từ từ A tới B và đi từ B tới A, được không? Như vậy xem thử là, rồi viết mình thích mà xuồng tiêu tốn đi ngược dòng. Nếu mà đi từ A tới B thì ngược dòng ha. Đây, bây giờ người ta sẽ tính số lít dầu đi từ A tới B. Số lít dầu đi từ A đến B, ở đây chúng ta mặc đơn là ngược dòng, là đây ngược dòng này. Như vậy chúng ta sẽ lấy 1/10 nhân cho A cộng 2 và đây chúng ta sẽ nhân cho B. Thế gì nữa? Nếu ở đây chúng ta làm luôn thì trở thành là kem nhân vô, lá này nhân vào đây, kết hợp đồng thời lá này nhân vào đây luôn, trở thành 1/10 AB, đúng không? 1/10 nhân 2 là bằng 1/5 cộng cho 1/5 nhân cho B nữa. Lít. Xong. Đúng không? Tương tự như vậy, các em ghi là số lít dầu đi từ B tới A, nhưng mà cái thằng này là xuôi dòng. Là như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Xuôi dòng là các em lấy 1/10 A ở đây nhân cho B lít. Hiểu không? Như vậy thì chúng ta có là cái biểu thức, cũng như là biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn từ A đến B và từ B đến A là, thì chúng ta lấy tổng hai này cộng lại, lát này cộng cái này lại ha, trở thành 1/10 AB cộng 1/5 B ở đây bằng này, cộng đây cho 1/10 AB bằng tiếp nhóm hai này lại một nhóm này. Như vậy thì em lấy 1/10 AB cộng 1/10 AB một nhóm cộng 1/5 B ở đây, đúng không? Như vậy thì đây 1/10 cộng 1/10 thì đã bằng 2/10, rút gọn bằng 1/5 AB.
cộng 1/5b. Nếu anh được, người ta đặt 1/5b ra chung, bên trong còn lại là ab cộng b. Xong. Lít. Hiểu chưa? Rồi bài số 8 nha. Rồi, quan trọng ta ghi cái đề bài ra. Rồi tóm tắt là chúng ta những cái dạng này chúng ta phải ghi cái đề bài ra, rồi tóm tắt là người ta hiểu, người ta làm được. Nó cũng không khó. Nhưng mà thấy những cái dạng tóm này chúng ta hơi rén một chút thôi. Có một dạng tóm là giải bài tóm cách lập phương trình nha. Phương trình với hệ phương trình. Rồi ok chưa? Rồi ta sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo, chính là bài số 9. Giờ mình lấy tờ giấy, hết giấy. Bài số 9 ở đây người ta yêu cầu như đây: tính chiều dài của hình chữ nhật. À, có diện tích nè, chiều rộng. Nhớ diện tích hình chữ nhật là bằng chiều dài nhân chiều rộng. Để tính chiều chiều dài A thì chúng ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. Hiểu chưa? Đó, vậy thôi. Như vậy thì ở đây em ghi là câu A này, em ghi là chiều dài của hình chữ nhật là, em sẽ lấy diện tích, đó chính là bằng 6xy cộng cho 10y bình phương chia cho chiều rộng là 2y. Như vậy thì ở đây sẽ bằng, ta sẽ lấy này chia này và lấy này chia này. Quá dễ luôn các em ha. Rồi, ở đây chúng ta làm nhanh luôn, lấy 6 chia 2 là được 3. X y y hết bằng 1 ha, cộng 10 chia 2 là bằng 5. Y bình phương chia y là bằng y. Xong. Câu B. Như đây, tính diện tích đáy hình hộp chữ nhật, biết thể tích và chiều cao. Như vậy thể tích thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Như vậy từ đây chúng ta suy ra diện tích đáy thì bằng thể tích chia cho chiều cao. Tất cả đều có công thức hết nha, chứ không phải không có công thức. Không. Như vậy đây em ghi là diện tích đáy. Đáy của hình hộp chữ nhật là các em lấy thể tích đây nha, 12x mũ 3 trừ 3x bình phương y bình phương x y bình phương cộng 9x bình phương y, ở đây các em chia cho 3x. Rồi xong, bây giờ chúng ta thực hiện thôi. Bằng em lấy này chiên này, lấy này chiên này và lấy này chiên này. Tới thời điểm bây giờ là những cái bài này nó giống như ăn cháo rồi các em ạ. Đúng không? Ở đây trừ dạng này mà thầy dạy như này mà các em không hiểu nữa thì bó tay chấm cơm. Hết phép rồi các em. Sư phụ đã hết phép. Các em mà không hiểu nữa thì đúng sư phụ bó tay rồi đó. Rồi, bằng tiếp. Các em lấy 12 chia 3 là bằng 4 này. X mũ 3 chia x là bằng x mũ 2. Trừ thì ghi lại trừ. Trừ nè các em. 3 chia 3 bằng 1. Cái hệ số 1 đứng đằng trước biến này không cần ghi các em nha. X chia x là bằng 1 hết luôn. Y bình phương không có thì các em ghi thầy y bình phương ở đây lại. Cộng ghi cộng lại 9 chia 3 thì bằng 3. X bình phương chia x là bằng x y. Đó. Ok. Ở cái bài số 3 ấy, mà chúng ta học về hàng đẳng thức các em. Nghe là nói một xíu này, nói về cái hàng đẳng thức này, hàng đẳng thức là cực kỳ quan trọng nha. Thầy nói sau này lên lớp 9, lên 11, 12 thì nó cực kỳ quan trọng, là nó áp dụng là từ lớp 9 tới lớp 12 luôn nha, nghĩa là 8 luôn, 8, 9, lớp 12 luôn, nên là cực kỳ quan trọng. Nên ở trong cái bộ sách cũ á, sách giáo khoa cũ á các em, toán 8 á, người ta chia thành các bài. Cứ mỗi bài là một hàng đẳng thức, người ta ghi rất là rõ và cho rất là nhiều ví dụ. Nên trong sách giáo khoa 8 cũ á, chúng ta xem các bài hàng đẳng thức cho thầy trước khi chúng ta xem ở bài số 3. Các em xem lại tại video cũ nha, xem tại video cũ các hàng đẳng thức đáng nhớ.
Tại vì trong chương trình cũ người ta ghi cực kỳ rõ và rất là dễ hiểu bảy hạn thức đó. Mà bảy hạn thức mà các em không hiểu và không không biết á, thì thầy nói với em là lên chương trình toán lên phía trên là các em sẽ không làm được. Nhóm này như vậy nó quan trọng ghê gớm lắm em. Cứ nghe thầy đi. Nhưng mà clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Họ làm đẹp các em. Đấy, đẹp luôn.